thì chính là con chim sáo nâu mà nhà mình đã bắt được từ khoảng tầm 2 tháng trước. Nó thì bây giờ đã rất là gần gũi với người và gần như là có thể hót được ngay trước mặt mình rồi. Những con chim sáo nâu này thực sự là nuôi rất là sướng và dễ. Hôm nay thì mình tính là dậy sớm để cho gà ăn, sau đó là mình sẽ đi qua chợ chim. Một chợ chim rất nổi tiếng ở khu vực Hà Nội mà mình đã một năm rồi mình chưa qua. Và hôm nay mình đi để xem là nó có những cái gì thay đổi và có những cái loại chim gì nhá. Hiện nay thì chim di cư đang về rất nhiều và rất đa dạng. Đây thì chính là những con gà tre lai của nhà mình mà mình đã nuôi khoảng tầm được 3 tuần tuổi. Đây là 3 tuần tuổi nhá. Đấy thì mình cho ăn thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó chính là cá con cò viên nhỏ. Đây là cái loại tốt mà mình đã mua ở ngoài chợ. Đối với loại cám gà con này thì trong thành phần nó đã có rất là nhiều chất dinh dưỡng rồi. Ngoài ra nó còn dễ tiêu hóa, kích thích tiêu hóa nữa. Vậy nên là mình không phải cho ăn một cái thức ăn gì khác nữa. Khoảng tầm hơn 1 tháng tuổi thì mình sẽ cho ăn thêm một chút rau. Ở đây thì mình thả tất cả, kể cả gà tre bắc mình thả ra rồi. Con gà trắng này thì mình cũng vừa mới bắt của ông anh. Đây, ở bên này thì nhà mình có một cái đàn nữa. Thì hai cái đàn này của nhà mình nó nở chung một ngày. Tuy nhiên là mình vẫn phải tách ra để cho nuôi đảm bảo anh em nhé. Tại vì mùa đông này rất là nguy hiểm bởi nó không ủ kín, không ủ kỹ con. Thế nên là mình mới phải tách hai cái đàn ra để cho nó ủ kín, ủ kỹ. Đây, mình sẽ cho ăn một chút cám con cò viên nhỏ nhá. Đây, mình để trong cái thùng lại sắp hết rồi. Cho những con gà này thì nói chung là mình cho ăn ngày 2 bữa thôi. Có thể là 3 bữa. Đối với đi làm thì mình sẽ cho ăn 2 bữa. Có đâu là ở nhà thì mình sẽ cho ăn 3 nhá. Vì cái cám này thực ra nó tiêu hóa cũng rất là tốt. Buổi sáng 7 giờ cho ăn thì trưa khoảng tầm 12 giờ nó đã đói rồi. Đây là cái đàn này của nhà mình thì có những con gà nó nở xong một chút, vậy nên nó hơi bé. Đây chính là cái dàn gốc của nhà mình trong năm nay mà đã thu hoạch được lứa thứ 3 rồi. Và mình vừa phải cắt khoảng tầm hơn chục quả và hạ những cái quả ở trên dàn xuống để cho nó có thể phát triển tốt nhất nhá. Đây, quả nào quả đấy là rất là nhiều. Và dàn này nhà mình thì được cái nó rất là mát để cho những cái AV ở khu vực dưới này. Những cái quả gốc này nhà mình quá nhiều vậy nên là không dùng đến. Có thể là chia cho một số bác bán xôi để bác có thể nấu xôi lên và có thể là bán được. Vì nhà mình thực sự là quá nhiều và xô gấc cũng không phải là sở trường của nhà mình. Đây là cái túi xô gấc này, đây đây, nhà mình để sẵn đây rồi. Đấy, tí nữa chỉ cần có người đến thôi. Ở trong này của nhà mình nó rơi khoảng tầm cũng tầm khoảng chục quả, ngon ghét chục quả. Đó, đây quả này. Đây là những cái phần lòng gà mà nhà mình đã thu gom lại được ở ngoài chợ. Và bây giờ thì cho cá ăn. Và buổi sáng và buổi chiều nhà mình cũng có. Thức ăn này gần như là thức ăn chủ yếu và rất là ưa thích của cá chim mà tre lai nhà mình thả rất nhiều. Vậy nên là cho ăn này rất nhanh lớn nhé.
mình vừa phải rẽ vào chợ Đồng Xuân mua một số đồ, sau đó là đi tiện đường qua đấy luôn. Ở đây là chính là chợ Đồng Xuân mọi người nhé, chợ Đồng Xuân. Ở đây thì khá nhiều mặt hàng và lúc nào cũng đông đúc cả. Tiện thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cung đường mà mình đi qua để đến cái khu vực chợ Bưởi nhá. Chợ Bưởi, đấy gọi là chợ Bưởi Vòng Hoa Thám. Đây chính là khu vực bốt hàng đậu. Ở Hà Nội vào mùa thu thì rất là đẹp và mình sẽ giới thiệu qua anh em về những cái chỗ mà rất đặc biệt ở cái cung đường mà mình đi qua. Hy vọng là đối với cả những anh em mà chưa được đến Hà Nội thì sẽ có thể là một dịp gần nhất qua Hà Nội chơi và đi thăm những cái chỗ này. Đây chính là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, một trong những ngôi trường mà cổ kính và lâu đời nhất ở khu vực Hà Nội nhé. Mình đi mất khoảng tầm 45 phút thì đã đến chợ chim Hoàng Hoa Thám rồi. Đây chính là chợ Bưởi, nổi tiếng là nơi bán rất là nhiều các loại chim và cuối tuần ấy, cứ mỗi dịp thứ bảy chủ nhật hoặc là vào phiên chợ thì rất là đông. Hôm nay mình đi vào là thứ bảy cuối tuần thì cũng tương đối đông và các lồng treo chim thi đấu để người ta rãi ở đây thì rất nhiều. Mình sẽ đỗ tạm xe ở một cái quán nước nào đấy để quay kỹ hơn cho anh em nhé. Thực sự là ở chỗ này bán phụ kiện lồng rất nhiều và chim thì người ta thường sẽ bán ở trên xe và cũng có một số tay buôn để những cái hộc chim ở đây. Thì hôm nay mình nghĩ là nó cũng tương đối là nhiều rồi, cuối tuần mà, để mà phiên chợ nó sẽ đông hơn. Ở cuối này khá nhiều này. Mình sẽ đi hết quãng đường này, sau đó là gửi xe đi bộ và quay kỹ hơn nhá. Đây mình sẽ đi qua một vòng đã để xem tình hình thế nào. Ở cuối này thì bán nhiều này. Hôm nay thì mình may mắn là đi được cùng bố mình cho nên là cũng khá là nhàn, ngồi đằng sau quay để cho anh em dễ hơn. Cứ đi từ cuối nhá, mình cứ đi từ cuối để cho anh em xem lần lượt cái xe ở cuối này. Đây, chỗ này có quán nước này, có mấy ông ngồi ngắm chim này này. Mình thấy có lồng mú chim hút mật. Chút nữa mình sẽ ra quay kỹ hơn. Trước tiên thì mình sẽ quay tổng thể những cái lồng chim này nhá. Ở đây mình thấy có một số dòng hút mật này. Đây, một số dòng hút mật. Ở trên này thì là cu gáy, trào mào. Hút mật này lần đầu tiên mình nhìn thấy ở ngoài tự nhiên, nó quá bé luôn anh em ạ, nó quá bé luôn. Ở dưới này mình thấy là khoét xoan này, chim sáo đen mỏ ngà, sáo đen mỏ ngà. Cu gáy thì khá nhiều, nói chung cu gáy là một loài phổ biến nước ta rồi, vậy nên là nó nhiều là cũng đúng thôi. Đây, vàng anh. Vàng anh thì nhà mình trước cũng có nuôi nhưng mà nó cũng là dòng chim nhát người, hiếu bạc má, đang thay lông anh em ạ, đang thay lông. Đây, hiếu bạc má đang thay lông. Nhìn chung thì là những dòng chim này mình thấy nó cũng khá là quen thuộc. Trên này vẫn là vàng anh, ngũ sắc quế lâm, thay quế lâm, hiếu bạc má, khá nhiều. Ở trên này thì có con ngũ sắc này mà mình đang tính là sẽ mua một con chim ngũ sắc về. Tuy nhiên là những con chú chim này thì phải vào cám cực kỳ kỹ càng và nó có một thể trạng cực khỏe thì mới thả AV được. Chứ không phải là anh em cứ mua về là nó sẽ sống đâu nhá. Thả AV lại càng phải giữ gìn hơn. Công nhận là chim hút mật nó đẹp thật anh em ạ. Nó bé và nó rất là đẹp. Màu sắc lấp lánh, ánh kim rất là rực rỡ. Cứ trẻ em từ Đà Lạt chứ. Không, Đà Lạt nuôi dài. Ừ. Bé nhỉ, trông cái lồng như trông. Con này anh bán bao nhiêu đây? Nhưng mà bọn này em sợ mùa đông hơi căng ấy. Không, con này còn mùa đấy á. Dạ? Chim thuần mà. Thuần ấy, nhưng biết rồi, nhưng mà bọn này mùa đông thường là phải phát bóng. Có mùa đông rồi. À, có một mùa đông rồi à? Có một mùa đông rồi. Qua đâu mùa đông rồi. Bọn này cũng hút hút cả cái hoa quả không? Hoa quả nó ăn không? Nói chung là nếu là con tự nhiên thì nó ăn, nó hút mật, nó hút mật khoai khi đã vào lồng thì nó ăn cám. Tất cả những con chim khi đã vào lồng thì phải ăn cám mới sống được. Nhưng mà con này vẫn chưa gọi là chóe 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 gớm đâu. Đó. Không, không. Là con mắt đáng rồi em. Còn khác rồi. Ừ. Lâu lắm mới đi chợ chim, hôm nay đi thêm tí. Em ở Thanh Ba ăn.
Nhà em đến hơn chục AV cơ. Chuẩn rồi, nhà em hơn chục AV cơ. Nhưng mà vào em chơi. Công nhận dòng chim hút mật là cái dòng chim mà nó thuần rất nhanh và nó đẹp anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội là nó bé quá. Bé quá mà nhà mình nếu mà nuôi những dòng này thì thực sự là nó lọt thỏm ở trong cái khu vực nhà mình. Mình sẽ ra cái khu vực khác nhé. Ra cái một số cái chỗ lồng bán khác. Ở đây thì mình thấy Red Swan khá nhiều. Red Swan là dòng chim di cư. Và mùa này thì rất là nhiều dòng này. Khiếu đáo hoa này. Khiếu đáo hoa này hot ok. Mình thấy là tìm hiểu về dòng chim này rồi. Và dòng này hot thì ok. Và cũng rất là đẹp đó. Đây thì có một dòng chim xanh bụng vàng. Loại này thì cùng dòng với cả chim hỏa tiễn và chim thanh tước. Ngoài ra thì ở dưới này thì mình thấy này có khiếu khoang cổ hoặc là gọi là mi đất. Dưới này thì có bồ trao, một số dòng chim sáo mỏ vàng và loại khiếu này. Ở đây là cu vằn này. Cu vằn bây giờ ở nước ta rất nhiều. Nhìn chung là mình thấy mặt hàng đa dạng ấy. Tuy nhiên là cái sự chất lượng đây nó thường là sẽ không được đảm bảo đâu. Bởi vì là những con chim nó phải di chuyển và vào những cái thời gian liên tục như này. Và cái lồng thì quá bé. Vậy nên là cái chất lượng chim nó sẽ kém hơn. Tuy nhiên là anh em chọn lọc kỹ càng hơn thì sẽ vẫn có những con chú chim rất đẹp và để mình nuôi cà cưỡng nhốt chung với cả khiếu bạc má. Đấy, nó không đánh nhau là ok. Ở bên này có cả chim xanh này, quế lâm và trào màu bông. Đấy, chim xanh này, dòng này thực sự mình thích. Nó to ngang với cả chim trào màu, thậm chí là hơn đấy. Thậm chí là to hơn và bộ lông thì rất đẹp. Mình vừa hỏi giá thì nó rơi vào khoảng tầm 600-700. Trên này thì có choe lửa Red Swan. Red Swan trên này. Red Swan cũng khá là đẹp. Tuy nhiên là dòng chim này thì thường là anh em sẽ nuôi ít. Bên này mình thấy có cu gáy này. Choe than. Choe than thì đây không phải là mùa của nó. Vậy nên là cũng không phải nhiều. Ngũ sắc. Trào màu nhiều. Trào màu nước ta mình thấy là nhiều nhất. Trào màu và chim khuyên mình thấy là tương đối nhiều. Ở đây mình thấy là trào màu và khuyên là nhiều nhất. Sau đến là cu gáy. Cu gáy sau đến choe. Và quế lâm ngũ sắc cũng là cái dòng chim phổ biến và nuôi rất nhiều. Đấy, mình đang cố gắng lựa chọn. Dòng chim xanh này mình thấy cũng tương đối đẹp đấy. Được rồi. Trên này thì đây mình sẽ ra cái quán này nhá. Quán này thì mình thấy một dòng chim xanh này. Dòng này là mái anh em nhá, con này là mái. Cũng là một dòng chim xanh cùng họ với cả con chim xanh bụng vàng rồi đấy. Thường anh em sẽ gọi là chim hỏa tiễn hoặc là chim thanh tước. Nó có 4 loài cơ, 4-5 loài. Đây xem nào. À đây thì mình thấy nhiều hơn này. Ô, có cả cắt. Một dòng cắt anh em ạ, cắt nhỏ. Vẹt ngực hồng anh em này. Vẹt ngực hồng đứng trên cành cây. Nói chung là vẹt ngực hồng là một dòng chim mà rất là thuần. Và anh em nuôi ấy thì nó cũng đơn giản thôi. Ăn các loại hạt, thóc và treo trên cây là được. Đây. Ở đây thì có một chú chim đã bị buộc để cắt nó ăn. Đấy, chim không biết sống hay chết mà người ta buộc đến đây. Hai con chim cắt. Nhìn chung là bây giờ mình thấy chim nuôi rất nhiều loại. À, trào màu núi này. Quả trào màu núi. Dòng này mình cũng rất là thích này, trào màu núi. Đây là khiếu đáo hoa. Khiếu đáo hoa nó giống như là tiểu mi vậy. Mình thấy nó khá giống. Màu sắc thì nó nổi bật hơn một chút. À, khiếu mặt đỏ. Hoặc là mi mặt đỏ. Họa mi này. À, đây là thanh loan này anh em này. Quả thanh loan nhá. Nhưng mà dòng này thì không thả AV được. Dòng này nó có thể ăn những loại chim nhỏ. Khiếu khá nhiều. Đây. Nhìn chung là dưới này thì nó cũng là mấy dòng chim lớn. Kích cỡ lớn hơn một chút. Trên này mình thấy đặc biệt hơn này. Nhiều loại hay phết. Cắt nhỏ. Ra trên bên này. À đây một dòng khiếu bụng vàng này. Khiếu này khá hay. Nhưng mà nuôi ít. Ở dưới này. À, cũng có một số dòng chim đơn giản. Cái dòng chim xanh bụng vàng này mình rất thích này. Rất thích. Hot hay và nuôi cũng dễ. Và là một dòng chim ăn hoa quả nhá. Ăn hoa quả. Tất cả những dòng chim mà ăn hoa quả thì đều nuôi rất là dễ. Xem bên này xem nào. Bên này vẫn là những dòng chim đơn giản và quen thuộc. À đây. Bên tay học bên tay trái này thì mình thấy có một hai dòng chim lạ rồi. Con chim đứng ở trên cầu ấy thì chính là chòe nước đôi đỏ anh em nhá. Chòe nước đôi đỏ. Còn ở dưới thì là một dòng huyết. Huyết này là huyết vằn. Huyết vằn hay còn gọi là huyết đốm. Đấy. Dòng này thì mình cũng đã tìm hiểu rồi. Trên này
những dòng chim nó quen thuộc thôi, thiếu mặt đỏ đó khá nhiều. Xem nào, dưới này à, khiếu ngực hồng hoặc là khiếu ngực đốm anh em nhé, con này được gọi là khiếu ngực hồng hay là khiếu ngực đốm, cùng dòng với chim họa mi. Đây này, qua bên này mình thấy có này một chú khiếu ngực đốm nữa, và một dòng chim khiếu mình cũng không nhớ tên, cũng đã tìm hiểu qua rồi. Đây, khiếu khoang cổ. À, bên này mình thấy có hai lồng chim hút mật này. Dòng chim này mình quay lên thì anh em cảm tưởng là nó sẽ to, nhưng mà khi mà ở ngoài anh em thấy nó chỉ bằng cái ngón tay cái của mình thôi nhá. Ngón tay cái thôi, thậm chí là nhỏ hơn, cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, đây là một con hút mật họng tím và sắc pháo. Trên này mình thấy có này, hút mật họng tím. Bây giờ thì mình mới thấy là nuôi hút mật nó phổ biến hơn, chứ còn mấy năm trước mình đi thì không có mấy dòng này đâu anh em ạ. Hút mật đợt này nuôi rất là phổ biến này. Đây, dưới này màu sắc đẹp. Trên này thì hình như là những con chim hút mật mái, chim mái thì phải. Đó, màu sắc cực kỳ đẹp luôn, và nuôi lại cực kỳ nhanh thuần. Đây, con này dòng chòe này. Ở bên này thì mình thấy có con chim chán trắng này anh em này. Con này thuộc dòng chòe anh em nhé, thuộc dòng chòe, hót khá hay, và là một dòng chim di cư. Đó, di cư nha anh em nhá. Tuy nhiên là những cái dòng chim di cư này nuôi không hề đơn giản đâu. Con này cũng ăn cả hoa quả nữa. Mình sẽ đi qua cái mặt trước của xe xem là có cái loại gì lạ lạ không nào. Đấy, khuyên nhiều anh em này. Khuyên này, hút mật rất nhiều. Đây, họa mi. Họa mi mỏ dài. Dòng này là họa mi mỏ dài anh em nhé. Đẹp ghê này. Cừu đào hoa. Trên này là quế lâm. Sang bên phần bên này, à có một dòng chim khá lạ này anh em này. Đây là chim mái anh em nhá, chim mái của dòng chim hồng tước. Chim hồng tước. Đối với chim đực thì sẽ có màu đỏ, nhưng chim mái sẽ có màu vàng. Đây chính là chim mái. Trên này thì có vẹt ngực hồng. Đây chim mái này anh em này. Cái dòng này mà hot rất là hay. Dòng này rất là hot, rất là hay luôn. Và đối với chim đực thì hiếm. Cũng khá hiếm, mình thấy là hiếm đấy. Chỉ có ở trên khu vực miền núi có thôi. Có đâu là bẫy được nó thì cũng rất là ít. Đây thì mình sẽ qua cái ô hộp bên này. À có một số dòng lạ này anh em này. Khiếu đuôi đỏ. Khiếu lùn đuôi đỏ anh em nhé. Khiếu lùn đuôi đỏ. Trên này là khiếu màu cổ hung và khiếu lùn cánh xanh. Đây là những dòng chim nhỏ nhanh nhẹn và thả vào AV rất là ok. Đấy, khiếu màu này anh em này. Khiếu màu rất là đẹp. Trông như con trà màu luôn, tuy nhiên là nó nhanh nhẹn hơn. Nó giống như là những cái dòng chim ví dụ như là quế lâm ngũ sắc chẳng hạn, rất giống. Dưới này thì mình thấy đây khiếu lùn đuôi đỏ anh em nhé. Đấy, bây giờ anh em vào cám rất hay và rất là giỏi, rất nhiều dòng chim khó vào cám mà vào được. Đây mình qua bên này cho anh em xem này, khiếu lùn cánh xanh nhiều, khá nhiều. Trên này, bên này có một dòng chim lạ anh em này, khá lạ, đội chim di cư anh em nhé. Mình vừa hỏi ra thì đây là dòng chim oanh mày trắng nhá, oanh mày trắng. Đấy, nhìn nó khá giống oanh cổ đỏ, tuy nhiên là cái phần lông mày nó có màu trắng và cổ cũng màu trắng. Đây thì một số dòng chim lạ, để cho anh em nào thích chơi những dòng chim lạ thì qua đây là ok này. Vào các ô hộp mình thấy là rất là đảm bảo ấy. Đây, oanh mày trắng này. Đấy. Thăm thú một vòng thì mình thấy cũng khá là nhiều mặt hàng đa dạng cho năm nay. Rất nhiều dòng chim, ở đây mình thấy có quả đốm ruồi cơ. Một số dòng chim đốm ruồi siêu khó vào cám luôn mà anh em còn vào được. Đấy, còn đâu là những dòng chim nó cơ bản thì mình thấy nhiều, vẫn rất nhiều. Công nhận là ở Việt Nam chúng ta là một đất nước mà rất là nhiều các loài chim đa dạng. Đó.
Mình bây giờ tính về là mình sẽ mua một chút cá cờ rồi anh em ạ. Một chút cá cờ mình thả ra cái bể to. Ui ở đây là nhiều này. Đếm không biết bao nhiêu con chim khuyên luôn anh em ạ. Không biết bao nhiêu con chim khuyên luôn. Ở đây mình thấy có cửa hàng, quay cho anh em xem nhá. Vào đây. Đấy. Trong ngoài thì mình thấy đa phần đều khuyên thôi. Khuyên và chào mào rất là phổ biến. Quế lâm ngũ sắc nữa. Đây đây này. Khuyên này anh em này. Không biết là bao nhiêu con luôn. Mà người ta bẫy được giỏi thật. Rất nhiều. Và bẫy như này ở ngoài tự nhiên vẫn còn rất nhiều nhé. Còn rất nhiều luôn. Chứng tỏ là khuyên này ở ngoài tự nhiên nó phát triển và sinh sản tốt. Ở trong này thì là quế lâm. Và rất là nhiều chào mào má trắng đang thay lông. Đang thay lông lên má đỏ. Rất nhiều. Đấy. Đúng như là dự tính hôm nay của mình thì hôm nay mình sẽ là đi qua cái khu vực chỗ Thụy Khuê anh em ạ. Thụy Khuê để mình mua một chút cá cờ. Và mình thấy có một người bán trên đó thì mình sẽ qua đấy mua nhá. Qua đấy mua khoảng tầm 10-15 con thôi. Để thả vào cái bể ở gần ngoài bờ ao nhà mình. Một con ngõ khá nhỏ trong đường Thụy Khuê. Và đây mình đã vào nhà cô này. Cô thì có vẻ như là không nói được và nói khá kém. Ôi bé thế ạ? Ôi. Cá này thì làm gì? Cá này không làm gì rồi. Cháu thấy trên mạng có cá to mà nhiều cá to thì cháu qua xem. Cá bằng đầu ngón tay út này. À đây này. Cỡ này được. Cá cờ này thì trước ở khu vực nhà mình rất là nhiều. Tuy nhiên là bây giờ thì hết rồi. Và bây giờ thì mình thấy là nuôi cá cờ là hợp lý. Bởi vì là nó chống chịu ở thời tiết rất tốt. Ở đây thì mình thấy là anh này anh có nuôi sinh sản. Anh đăng trên Facebook. Đấy thì mình có qua. Mình vừa có hỏi giá nhưng cô này cô không nói được anh em ạ. Không nói được thì mình... Đây cô. Ở đây thì mình thấy đây. 2 con 60.000, 4 con 100.000. Tương đối cao anh em ạ. Tương đối cao. Và càng mua nhiều thì càng rẻ. Không ngờ là cá cờ bây giờ nó lại hot và nó lại đắt như này. Đấy thì mình đang cần mua mà. Đến rồi. Thôi rồi, mình sẽ mua khoảng tầm chục con. Giá cũng khá là cao anh em ạ. Giá cũng khá là cao. Đấy, nhưng mà thôi mình cũng sẽ qua rồi mình mua sẽ còn chục con. Chục con để về mình thả bể cá nhá. Mình thả bể cá ngoài ao. Mua chục con thì rơi khoảng tầm 150. Và đợt trước thì nhiều lắm, bây giờ thì không có. Không có thế, cần phải mua như này. Cá cờ. Đây thì chính là con đường Phan Đình Phùng của Hà Nội. Một con đường mà được coi là mát mẻ. Và có nhiều cây xanh nhất ở khu vực Hà Nội mình. Đây. Ở Hà Nội thì lúc nào cuối tuần cũng đông đúc bởi là họ chụp ảnh này. Đấy, chụp ảnh rất nhiều. Ở đây thì là con đường nó cổ kính. Và cũng mang đậm chất Hà Nội nữa. Các em đã về đến nhà. Ở ngoài khu vực bờ ao mình ấy, cái bể đấy nó to lắm anh em ạ. To lắm.
10 con này thực sự là nó không tấm thoát gì đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng nuôi để cho nó là sinh sản được cái tốt nhất. Cá cờ này thì vào bể này của nhà mình nó không nổi bật đâu, tuy nhiên là nó sống được tốt ở cái điều kiện này, mùa đông, vậy nên là mình cứ thả vào. Thả vào nó gần như là chả nhìn thấy gì đâu này. Mất hết rồi. Bể này nó bé, à nó to quá, mà cái cá này nó ít và nó thưa. Đây, dưới này có một con. Mọi người nhìn thấy mờ mờ anh em ạ, mờ mờ thôi. Thôi coi như là cái bể này mình nuôi để như vậy cho nó duy trì, cho nó sạch sẽ cũng như là để cho nó có sự sống như này. Còn trong này nhà mình nuôi có rong nó rất là tốt này, nhưng mà nó không có cá nào nó sống được, bởi vì là cái hay bị bệnh ở trong này đấy. Và ok anh em nhé, có lẽ là mình sẽ kết thúc video hôm nay tại đây thôi. Hôm nay bây giờ là cũng trưa rồi, và mong là mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ mình để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình, và bây giờ thì mình cũng xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.